Về già, muốn viên mãn nhất định phải từ bỏ 4 điều này. Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, hôm trước khi nói chuyện với mẹ, Ngẫm Sự Đời có hỏi mẹ rằng mẹ có cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình không? Mẹ cười và nói, cuộc sống hiện tại với mẹ mà nói chỉ có 2 từ, đó là viên mãn. Nghe xong, đến chính Ngẫm Sự Đời cũng bật cười, nhưng rồi càng lúc lại càng thấm. Cái viên mãn của mẹ nhắc đến, bề ngoài chỉ là một ngôi nhà vừa xinh, đủ che nắng che mưa, một người chồng quan tâm chia sẻ với vợ, 2 người con ngoan và chưa từng làm cha mẹ phiền lòng. Tiền không nhiều nhưng được hàng xóm yêu quý, vậy thôi cũng được gọi là viên mãn rồi quý vị ạ. Kỳ thực khi chúng ta biết hài lòng với cuộc sống của mình, biết đủ, biết buông bỏ, thì đó chính là lúc cuộc sống trở nên viên mãn hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều lần. 2 chữ viên mãn của đời người đều là do họ thường xuyên rèn luyện cho bản thân. Đặc biệt là nếu quý vị từ bỏ được 4 điều sau đây, thì chắc chắn sẽ chạm được đến cột mốc mang tên viên mãn của cuộc đời mình. Vậy đó là 4 điều gì? Mời quý vị cùng Ngẫm Sự Đời chiêm nghiệm ngay sau đây nhé! Điều đầu tiên đó là từ bỏ một khuôn mặt nhăn nhó. Quý vị ơi, khi mới tiếp xúc với một ai đó, điều khiến quý vị ấn tượng ở họ là gì ạ? Với Ngẫm Sự Đời thì nếu chưa nói chuyện với họ, nhưng nhìn thấy họ có gương mặt tươi tắn, vui vẻ và rạng rỡ thì đã rất có thiện cảm rồi, chứ chưa cần họ phải nói gì cả. Và Ngẫm Sự Đời cũng tin là chẳng ai lại thích phải đối diện với người lúc nào cũng trưng ra một gương mặt nhăn nhó, cau có và khó chịu, đúng không ạ? Thế nên người xưa nói, nhìn tướng biết tâm, nhìn tâm biết mệnh là vậy đấy quý vị. Nhân tướng học thực hành ở phương Đông từ rất xa xưa cổ đại, dựa vào diện mạo của một người mà đoán được tương lai, còn tiết lộ nhiều tính cách của người đó. Những người không chịu làm việc chăm chỉ và luôn có cuộc sống khó khăn, điều nhận diện dễ dàng là ở khuôn mặt khốn khổ của họ. Những người này, họ thường thở dài, ca thán, trách trời, giận đất và có tính cách thụ động tiêu cực. Chắc chắn quý vị đã từng gặp những người như thế rồi đấy. Một người cao có, nếu hàng ngày đi làm với vẻ mặt sầu não, những người như vậy thường phiền muộn trong lòng, khó có thể nhìn thấy ánh nắng thực sự trong sâu thẳm trái tim. Hiệu quả công việc không cao, ảnh hưởng rất nhiều đến họ. Sự nghiệp cũng vì thế mà khó phát triển. Khi ở bên cạnh một người như thế thì chúng ta khó mà tránh khỏi được cảm giác chán nản, bản thân cũng bị ảnh hưởng tiêu cực quý vị ạ. Thay vì trưng ra một bộ mặt nhăn nhó, hãy tập cười nhiều hơn, có thể đọc nhiều sách hơn và không ngừng học tập, ít thói quen xấu và lấp đầy bản thân bằng lòng tốt và năng lượng tích cực càng nhiều càng tốt. Chỉ khi chúng ta có một thái độ tốt thì nhất định chúng ta sẽ được chào đón. Quý vị hãy nhớ nhé. Điều thứ hai đó là coi nhẹ bản thân. Có một người thầy từng nói với Ngẫm Sự Đời rằng muốn người khác xem trọng mình thì việc đầu tiên và cũng là việc quan trọng nhất bắt buộc phải làm đó là tự xem trọng chính mình. Ngay cả bản thân mình mà mình còn coi nhẹ thì đừng đòi hỏi những người khác cũng phải tôn trọng mình. Quý vị có đồng ý với lời dạy này không ạ? Ngẫm Sự Đời biết rằng ngoài kia có nhiều người đang gặp khó khăn về tài chính, có thể do tầm chiến lược và kế hoạch còn hạn chế, thường phán đoán sai lầm, suy nghĩ không rõ ràng. Nếu phúc khí kém cũng khó có thể tìm được sự may mắn. Đôi mắt là phản ảnh nội tâm con người, đôi mắt yếu thì không thể chăm chỉ làm việc mà sống một ngày một mờ dần đi theo thời gian. Người như vậy muốn sống tốt nhưng không thể làm việc chăm chỉ, không nỗ lực, kết quả là không một xu dính túi, cuộc sống đương nhiên sẽ rất nghèo khổ. Cuộc sống khó khăn, quý vị phải học cách chăm sóc bản thân, quan tâm đến bản thân, biết cách điều chỉnh và học cách thư giãn. Trên đời này không có ai hoàn hảo cả, nhưng cũng không có ai là người vô dụng. Khi cuộc sống có những điều bất như ý xảy ra, chúng ta hãy cố gắng nhìn nhận theo hướng tích cực và bình tĩnh để sáng suốt xử lý. Đồng thời, bạn hãy luôn tin bản thân mình sẽ sống có ích cho cuộc đời
theo một cách nào đó. Thế nên, quý vị đừng bao giờ coi nhẹ bản thân khi mình không bằng người khác. Trong cuộc sống, người giỏi hơn mình thì có vô vàn, nhưng người kém hơn quý vị cũng chẳng phải ít. Một điều quý vị cần nhớ chính là bản thân quý vị là duy nhất trên thế giới này. Vì vậy, hãy luôn tự trọng là chính mình, sống thiện lương, lạc quan, thì nhất định trước sau gì quý vị cũng có cuộc sống tốt lành hơn, cũng như mang đến những điều tốt đẹp cho mọi người, quý vị nhé. Điều thứ ba, đó là bỏ đi tâm thái bất bình. Quý vị chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thích một người hễ gặp chuyện gì cũng phàn nàn khó chịu, đúng không ạ? Những người mang năng lượng tiêu cực như thế chẳng bao giờ có thể nhìn thấy những mảng màu tươi sáng trong cuộc sống, và dĩ nhiên cũng chẳng ai muốn ở gần họ, đúng không quý vị? Nhà văn Tam Mao từng nói, thỉnh thoảng phàn nàn về cuộc sống có thể giải tỏa cảm xúc của mình không vấn đề gì cả, nhưng than phiền theo thói quen mà không chịu thay đổi thì đó là một người không khôn ngoan. Thực tế trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn gặp rất nhiều khó khăn và rắc rối, nhưng than phiền sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ có học cách thay đổi thì chúng ta mới có thể xoay chuyển được tình thế. Có câu chuyện thế này: khi một nhà văn đang đi công tác, anh ta vô tình bắt taxi. Nhà văn vừa ngồi xuống đã nhận được tấm thiệp xinh xắn từ người lái xe kèm theo lời mời nồng nhiệt. Anh rất ngạc nhiên nên bắt chuyện với người lái xe. Người lái xe nói: xin lỗi, anh có muốn uống gì không? Nhà văn: trên xe này có đồ uống gì không? Người lái xe mỉm cười và nói: tôi không chỉ cung cấp cà phê mà còn nhiều loại đồ uống và cả những tờ báo khác. Nhà văn nói: vậy tôi có thể uống một tách cà phê nóng được không? Người lái xe bình tĩnh rót một tách cà phê nóng cho nhà văn từ chiếc phích bên cạnh. Nhà văn tỏ ra rất ngạc nhiên trước dịch vụ trên chiếc taxi này. Thấy vậy, người lái xe liền nói: thực tế khi tôi mới bắt đầu, xe của tôi không cung cấp một dịch vụ toàn diện như vậy. Giống như những người khác, tôi thích phàn nàn, thời tiết xấu, thu nhập ít ỏi, tắc đường nghiêm trọng, và kể cho họ nghe tôi đã trải qua một ngày tồi tệ như thế nào. Thực ra quý vị ơi, trên đời này không công bằng là chuẩn mực trong cuộc sống. Người càng mạnh mẽ thì càng ít phàn nàn, ngược lại, người càng yếu đuối thì càng thích than vãn. Một người càng mạnh mẽ, anh ta càng ít phàn nàn, ngược lại, càng yếu đuối thì con người càng dễ cáu gắt. Những người hay bất bình trong miệng thường chỉ nhìn qua là biết họ đang đau khổ. Những người như thế đôi lúc vì chuyện bất bình mà kéo người đi khắp nơi kêu ca, miệng kêu oan ức khắp nơi. Thế nên, việc duy nhất mà quý vị nên làm đó là hãy đối xử tốt với bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau và làm hết sức mình để giúp đỡ khi họ gặp khó khăn, thay vì chỉ đứng nhìn sự sôi nổi và gây rắc rối. Không chỉ đối xử tốt với gia đình và bạn bè, mà hãy đối xử tốt với người lạ, tôn trọng sức lao động của người khác, hiểu được khó khăn của người khác, kiềm chế tính khí và cảm xúc của mình, cuộc đời tự khắc sẽ viên mãn, quý vị nhé. Và cuối cùng đó là từ bỏ trái tim luôn bế tắc. Ngẫm sự đời từng gặp những người trải qua nhiều lần thất bại, đa số họ đều cảm thấy bế tắc trong lòng, khó có được hạnh phúc, càng ngày càng có ít quý nhân phù trợ. Một người như vậy phải kịp thời vứt bỏ nút thắt chết chóc trong lòng để thoát ra khỏi bóng đen của tâm hồn, để thực sự có một ngày mai mới cho riêng mình. Những người thích chiếm lợi về cho riêng mình sẽ bị người khác xa lánh lúc nào chẳng hay, vì chẳng ai có thể chịu đựng được những hành động việc làm của họ. Ở đời, làm người tốt tuy khó, nhưng còn hơn làm người xấu. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, gieo nhân nào thì ắt có quả đó. Phần nhận được luôn xứng đáng. Vì vậy, quý vị cần phải buông bỏ những nút thắt trong trái tim mình. Hãy học cách buông bỏ và ngày mai của chúng ta vẫn tươi đẹp. Quý vị thân mến, đời người không thể luôn thuận buồm xuôi gió. Có lúc sướng lúc khổ, có khi được khi mất. Đó chính là cuộc sống. Nhưng nếu như lòng người như một con đường, càng so đo tính toán thì càng hẹp, càng bình hòa nhân ái thì lại càng rộng mở thanh thang. Thế nên mới có câu nói rằng tâm lớn một tấc, đường lớn một trượng. Hãy luôn biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, để làm việc và để làm người. Có như thế,
cuộc sống mới hạnh phúc an yên hơn quý vị ạ. Vậy một người có tấm lòng rộng lượng, cuộc sống viên mãn thường có những biểu hiện như thế nào? Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời tiếp tục chiêm nghiệm nhé. Thứ nhất, coi trọng đại nghĩa, xem nhẹ đúng sai. Trong Luận Ngữ có câu chuyện kể rằng, một ngày nọ, Nhan Hồi thấy hai người mua bán vải đang cãi nhau. Người mua vải nói 3823, sao ông lại lấy của tôi 24 đồng? Nhan Hồi bước tới khuyên can rằng, ông tính nhầm rồi, 38 là 24, vậy xin hai vị đừng cãi nhau nữa. Người mua vải không phục, chỉ vào Nhan Hồi rồi nói, ông là ai mà xen vào chuyện của tôi? Tôi chỉ nghe Khổng Tử thôi, chúng ta hãy đến nhờ ngài ấy phân xử. Nhan Hồi nghiêm trang nói, nếu ông sai thì sao? Người mua vải nói, thì tôi sẽ đem cái đầu này của tôi cho ông, vậy nếu ông sai thì sao? Nhan Hồi đáp, tôi sẽ đưa ông chiếc mũ này. Hai người tìm đến Khổng Tử. Khổng Tử hỏi rõ sự tình rồi nói với Nhan Hồi, 38 chính là 23. Nhan Hồi, con thua rồi, hãy đưa mũ cho người ta đi. Nhan Hồi trong lòng nghi hoặc, không biết làm thế nào, đành đưa mũ cho người mua vải. Thấy người mua vải cầm chiếc mũ, dương dương đắc ý mà ra về, Khổng Tử mới nói với Nhan Hồi, con thua rồi, chỉ là mất một chiếc mũ. Anh ta thua thì phải mất mạng. Con nói xem, mũ quan trọng hay mạng người quan trọng? Nhan Hồi bừng tỉnh ngộ, thầy coi trọng đại nghĩa mà coi nhẹ đúng sai, học trò vô cùng xấu hổ. Câu chuyện trên chỉ là một sự việc nhỏ nhưng đã cho thấy tấm lòng từ bi rộng lớn của Khổng Tử. Khổng Tử xuất phát từ nhân nghĩa mà suy xét cho người, chấp nhận cái sai của kẻ khác, vừa bảo toàn được tính mạng người mua vải, lại vừa dạy dỗ được đệ tử Nhan Hồi. Nhất cử lưỡng tiện, đó có thể coi là mẫu mực trong giao tiếp xã hội lúc bấy giờ. Người xưa có câu rằng, tâm rộng một tấc, đường rộng một trượng. Nếu như quý vị có thể khoan dung, có thể tha thứ rất nhiều chuyện mà vốn không thể tha thứ, như vậy trong lòng cũng tránh được những muộn phiền. Quý vị cứ ngẫm mà xem, mình cứ ôm lấy những giận dữ, những thù hận trong lòng thì sẽ rất mệt mỏi, đúng không ạ? Một người thực sự tu dưỡng có thể dùng tâm từ bi và khoan dung để đi thành tựu người khác, cũng chính là đang thành tựu chính mình đấy quý vị. Thứ hai, đường lớn không bằng tâm lớn, mệnh tốt không bằng tâm tốt. Có rất nhiều người trong cuộc sống khiến cho ngẫm sự đời nể phục vì am hiểu nhân tình thế thái, biết đối nhân xử thế một cách viên dung chu đáo. Trong tâm trầm tĩnh ổn định, gặp bất kỳ sự việc gì cũng không hoảng loạn, luôn luôn giải quyết vấn đề chu toàn ổn thỏa. Ở bên cạnh họ, mọi bão sông dường như cũng hóa thành mây xanh. Mà quý vị cũng muốn bản thân mình trở thành một người như thế, đúng không nào? Có khó gì đâu, quý vị đối đãi với người khác như thế nào thì người ta sẽ đối đãi với quý vị như thế ấy. Đây chính là định luật vàng. Có câu chuyện kể rằng, trong doanh nghiệp nọ có vị sếp nổi tiếng là người nghiêm khắc. Tất cả nhân viên trong công ty đều sợ làm mất lòng sếp, ai ai cũng căng thẳng mỗi khi ông xuất hiện. Người trợ lý thân cận bên sếp cũng thường xuyên bị sếp phê bình không năng nể. Để tránh làm sếp tức giận, anh ta làm bất kỳ việc gì cũng vô cùng cẩn trọng tỉ mỉ. Nhưng một lần, chỉ vì một phút bất cẩn mà anh ta đã gây ra sơ sót lớn, khiến công ty bị tổn thất nặng nề. Anh biết rõ sau sự việc này anh nhất định sẽ bị đuổi việc. Vậy là sau một đêm vật lộn tâm lý, anh quyết định nộp đơn nghỉ việc. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, sếp chỉ lặng lẽ trả lại đơn nghỉ việc mà không hề trách móc nửa lời. Ông chỉ dặn dò viên trợ lý hãy làm cho tốt, thậm chí còn giao thêm một dự án lớn khác cho anh ta. Nhiều năm sau, khi người trợ lý đã trở thành viên tướng đắc lực trong doanh nghiệp, họ mới có dịp ngồi hàn huyên về chuyện xưa. Vị sếp nghiêm khắc của anh lúc ấy mới giải thích rằng, sở dĩ tôi khắt khe với cậu chính là vì sợ cậu sẽ lơ là. Một khi đã thành thói quen thì chỉ vì sơ ý bất cẩn mà thất bại. Nhưng khi ấy cậu đã ý thức được rằng mình mắc lỗi, tôi biết cậu nhất định sẽ ghi nhớ kỹ bài học này. Hơn nữa, cậu còn phải gánh vác gánh nặng gia đình. Trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ. Để tìm một công việc mới quả thật cũng không dễ dàng. Thế nên tôi mới làm như vậy. Vậy đấy quý vị ạ, một người nếu có thể đối đãi khoan dung, bình hòa
thì người đó sẽ được mọi người yêu mến. Bởi vì trong cuộc đời, đường lớn không bằng tâm lớn, mệnh tốt không bằng tâm tốt. Thứ ba, điều mình không muốn thì chớ làm cho người. Trong Luật Ngữ, Vệ Linh Công có đoạn: Tử Cống hỏi Khổng Tử rằng, thưa thầy, có chữ nào mà có thể cả đời thực hành không? Khổng Tử nói, là chữ thứ, nghĩa là khoan thứ đó. Điều mình không muốn thì chớ làm cho người. Để trở thành người khoan thứ, chỉ cần làm được hai điểm sau. Trước tiên, phải khoan dung bình hòa. Có nhiều người hễ thấy người khác mắc sai lầm là liền nhào tới để bắt bẻ, tấn công, thậm chí là buông lời sỉ nhục nữa. Nhưng mà quý vị ơi, một người rộng lượng họ không làm thế đâu. Đối diện với sai lầm và khuyết điểm của người khác, họ luôn luôn giữ được khoan dung bình hòa, nghiêm khắc với mình mà khoan dung đối đãi với người. Đừng vì mình có được lý lẽ, lẽ phải mà không tha cho người. Làm việc gì cũng phải cẩn trọng, xem xét kỹ, bỏ qua cho người ta một cách thích hợp. Đó cũng chính là bỏ qua cho chính mình. Sau đó là biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Ngẫm sự đời ấn tượng với một câu nói là đời sẽ dịu dàng biết mấy. Khi chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau, câu nói này quả thật rất đúng, quý vị nhỉ? Trước khi làm việc, hãy đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ, tìm ra điểm cân bằng lợi ích hai bên. Dùng biện pháp thích hợp nhất để cả hai cùng có lợi, khiến mọi người đều thoải mái. Làm được việc này thì có thể giúp bản thân quý vị tránh rơi vào tình cảnh khó xử, tiến thoái, lưỡng nan. Trong quan hệ giao tiếp cũng sẽ luôn gặp thuận lợi. Dẫu gặp bất trắc mà không kinh sợ, giữ được hình ảnh nho nhã, ôn hòa. Trong gia đình, công việc hay trong cuộc sống, những người như thế luôn biết cách xử lý mâu thuẫn một cách thỏa đáng, hợp lý, hợp tình. Bất kể lúc nào, ở đâu, họ cũng được mọi người trông ngóng như đón làn gió xuân ấm áp. Thứ tư, tâm lớn một thức, đường lớn một trượng. Có một cậu bé và một cô bé chơi trò chơi vui vẻ với nhau. Cậu bé thu thập được rất nhiều viên đá. Cô bé có rất nhiều kẹo. Cậu bé muốn ăn kẹo, cậu muốn dùng hết đá để đổi hết số kẹo của cô gái. Cô bé đồng ý. Cậu bé đã làm trái với giao hẹn, cậu bí mật giấu viên đá to nhất và tốt nhất rồi đưa phần còn lại cho cô bé. Cô bé làm đúng như lời hứa, đưa hết số kẹo cho cậu bé mà không hề giữ lại một chút nào rồi hớn hở đi về. Đêm đó cô bé ngủ rất say, cậu bé trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cậu cứ băn khoăn không biết cô bé có như cậu giấu những chiếc kẹo nào ngon nhất hay không. Quý vị ơi, có phải nhiều khi chúng ta đều là cậu bé đó? Chúng ta luôn nghĩ rằng những người khác cũng sẽ giống như chúng ta và có sự dè dặt giữ lại gì đó khi trao đổi. Chúng ta luôn nghĩ làm thế nào để không bị thiệt. Vì vậy chúng ta sẽ so đo, tính toán từng xu, so đo tính toán vì một sự thất bại nhỏ không thường xuyên, so đo tính toán vì một lời nói không chủ ý, và so đo tính toán chúng ta có thể nhận được bao nhiêu cho những nỗ lực của mình. Nhưng rồi, trong cuộc so đo tính toán được mất triền miên này, chúng ta đã quên mất tấm lòng và nguyện ước ban đầu, quên mất những điều thực sự quan trọng. Và khi tâm trí của chúng ta tràn ngập những thứ nhỏ nhặt không đáng phải so đo tính toán này, thì vị thế của chúng ta sẽ ngày càng nhỏ lại. Quý vị ơi, một người có tu dưỡng chân chính thì có thể dùng tâm từ bi và lòng bao dung để thành tựu người khác. Kỳ thực đó cũng là thành tựu chính bản thân mình. Nếu trong tâm lúc nào cũng so đo tính toán, thì đi đâu hay ở đâu cũng nói lời oán hận. Nếu tấm lòng rộng mở thì lúc nào cuộc đời cũng phơi phới gió xuân. Con người có tính hàng vạn lần, trời chỉ tính một lần. Chỉ cần quý vị so đo tính toán quá mức, nhất định sẽ bị tổn thất lớn. Nhưng khi quý vị biết gắn chặt cuộc sống của mình với sự rộng lượng và cống hiến, quý vị sẽ thấy rằng bạn được nhiều hơn mất. Vì vậy đừng bao giờ xem nhẹ, dẫu chỉ một chút bao dung và nhân hậu. Những điều này cuối cùng sẽ biến thành con đường dưới chân quý vị, đưa quý vị từng bước đến bên kia bờ thành công. Hy vọng quý vị và cả ngẫm sự đời nữa đều có thể bình tĩnh sau khi ngắm cảnh mà không cần so đo tính toán
để cái tâm thanh đạm, nhẹ nhàng. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với Ngẫm Sự Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.